Hai, xin chào mấy em nhỏ, mấy em sống ở chùa hả? Dạ. Bốn em luôn hả? Dạ. Sống ở đây hay là ở trong chùa luôn? Ở ngoài. Ở ngoài, vô chùa ở giống như ở nhà hả? Dạ. Ở đây có con gì, thú gì đặc biệt không em? Có dạ, có con. Thỏ. Thỏ với cá dưới. Có cá dưới sông, có thỏ, có rái cá không? Dạ. Đây có còn gùa nữa mà gùa thả đóng tiêu rồi. Thả bên kia mà. Ba ba mà. Ba ba. Chứ có gùa nữa không hả? Có người ta vô thả gùa nữa. À. Mai dẫn anh đi tham quan coi, còn đây còn thú gì quý hiếm nữa không? Dạ, không biết. Không biết luôn hả? Ok. Ok. Có thỏ.